Đây là một cái toilet bình thường cho người bình thường còn bên đây là cái toilet này dành cho những người handicap. Handicap là những người mà có xe lăn đó, người ta đi đây rộng rãi nè, có đầy đủ tiện nghi và như một cái phòng luôn quý vị. Đối với vị đây là cái toilet ở đâu? Ở bên Mỹ này đi tiểu người ta gọi là số 1 và đi đại tiện người ta gọi là số 2 tiếng lóng á. Cho nên mình đi ở đây thì mình đi số 1 thôi Mình đi số 2 không được Tại vì nó trống nè quý vị ở dưới nè Giờ hàng sớm người ta ngồi cho nên mình ngại lắm Mình không bao giờ mình đi được hết trơn á Trong phòng toilet rất là đầy đủ ha Có chỗ để cho mình để điện thoại, để áo, để đồ Ở đây còn có giấy cho mình lót đít Mình ngồi cho nó sạch sẽ nè Và đây là cái toilet tiêu chuẩn ở trong bệnh viện nha các bạn Tiêu chuẩn ở bên Mỹ toilet đều như vậy hết á Cuộc đời mình thích nhất là được đi toilet ở bên Mỹ á Rất là sạch, rất là thoải mái